Xin chào tất cả các em học sinh khối 8 nha. Hôm nay thầy trò chúng ta lại gặp nhau với lại một cái văn bản hết sức là lý thú của học nước ngoài. Một văn bản mà nó rất là lâu đời rồi, có cách đây hơn 500 năm rồi, nhưng mà nó cũng rất là lý thú và nó còn ảnh hưởng rất là nhiều đến xã hội chúng ta ngày nay. Các em trong cuộc sống lâu lâu chúng ta lại nghe đến nói là người ta nhận xét về một người nào đó, cái thằng đó, cái anh chàng đó, hồi nó Đông Kixốt lắm, nó là anh chàng Đông Kixốt. Thì các em nghe những cái từ chữ Đông Kixốt thì các em sẽ không biết Đông Kixốt là cái gì, thì nó cái hình tượng Đông Kixốt là ai và tại sao lại có một cái khái niệm là anh chàng Đông Kixốt. Anh chàng Don Quixote đó còn có một cái tên gọi khác nữa là Don Quixote. Đó là lý do vì sao mà để hiểu được coi Don Quixote là gì và cái tính cách của một anh chàng mà có một con người mà có tính mà ta gọi đó là Don Quixote hoặc Don Quixote đó là gì á, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học cái trích đoạn đánh nhau cái cối xay gió nằm ở trang thứ 75 của sách giáo khoa kìa. Em chú ý nè, đây là một tác phẩm rất là lớn, nó đến cả ngàn trang đó, mà nó lại có học nước ngoài nữa, mà nó lại có cách đây cả 500 600 năm, vậy mà người ta chỉ cho mình học có đúng một tiết một thôi. Cho nên là ở đây chúng ta phải nói là không phải là cưỡi ngựa xem hoa mà là cưỡi máy bay mà xem hoa, đúng không? Cho nên là trong một tiết đó thầy không có tham vọng là thầy sẽ dạy các em một cách rõ ràng kỹ lưỡng, bởi vì nó quá là nhiều mà lại thời lượng lại quá ngắn, mà thầy chỉ mong cho các em biết một cách đại đại khái đại cương Don Quixote là ai, Don Quixote là ai, và Cervantes cũng như là cái tác phẩm này nó như thế nào, để cho các em nắm được một những cái gì đại cương nhất về tác phẩm Don Quixote này. Rồi trước hết chúng ta nói về cái tựa đề đánh nhau với cối xay gió. Đánh nhau là đánh nhau, còn cối xay gió các em biết rồi là những cái mà ở bên Hà Lan em biết rồi, người ta có những cối xay gió, người ta lợi dụng sức gió để người ta làm cái cối xay, và để mà cho nó có đủ động lực như vậy, người ta làm những cái cánh tay, cái cánh tay gió đó là nó dài cũng phải là 15 khoảng 20 30 mét để đặt ở trên một loại cao để mà nó quay, sức gió nó quay để mà nó tạo ra cái động lực mà nó cối xay. Vậy mà ở đây anh chàng này, anh chàng gọi là anh chàng Don Quixote này lại đánh nhau với cối xay gió. Đó là một hành động rất là lố bịch, rất là nguy hiểm, nó mắc cười nực cười nữa. Rồi, nhưng mà thôi cái đó là để từ từ chúng ta sẽ phân tích sau. Bây giờ thầy nói đến đã nói đến một tác phẩm thì phải nói đến tác giả và tác phẩm của nó trước. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về tác giả Cervantes cũng như là một vài nét về tác phẩm Don Quixote. Đây, phần 1 La Mã, đọc và hiểu chú thích. Một nhỏ tác giả tác phẩm. Thật ra Cervantes sống cách đây cả 600 năm rồi. Thế kỷ thứ 16, 1547, 1616, cho nên là chúng ta cũng ít biết điều về ông. Cho nên là thầy chỉ nói các em hai điều ngắn gọn thôi. Cervantes sinh năm 1547 và mất năm 1616. Tên đầy đủ của ông là Miguel de Cervantes, là đại văn hào nổi tiếng của Tây Ban Nha. Em có thể xem thêm về tiểu sử của ông, sách giáo khoa trang 78. Đó là về tác giả Cervantes. Thầy nhấn mạnh là ông là đại văn hào. Đại văn hào chứ không phải là văn hào nữa. Tức là nhân vật rất là nổi tiếng trong văn học, trong văn chương Tây Ban Nha cũng như là văn học thế giới. Còn tác phẩm Don Quixote của ông đó, đó là tác phẩm lừng danh của văn học Tây Ban Nha thời phục hưng, tức là thế kỷ thứ 10, 14, 15, 16, 17 và của văn học thế giới. Như vậy chỉ cần hai cái chi tiết này thôi ta thấy được Cervantes không phải là một nhân vật tầm thường, ông là đại văn hào của văn học Tây Ban Nha và của thế giới. Còn tiểu thuyết Don Quixote là một tác phẩm lừng danh, được biết bao nhiêu độc giả nhiều thế hệ tìm đọc và ngưỡng mộ cái văn tài của Cervantes. Số 2, phương thức biểu đạt. Đây là văn bản tự sự. Còn về thể loại thì chúng ta biết rồi, đó là tiểu thuyết.
Từ khó thì nó có nhiều lắm. Em mở sách giáo khoa trang 75 á, thì em thấy là sau sau cái văn bản đó là một loạt những từ khó, nhưng mà ở đây thầy chỉ lưu ý các em bốn từ khó sau đây thôi, bốn từ khó sau đây thôi các em chú ý nè. Bốn từ khó nằm bắt đầu từ trang 78, 79 đó. Thứ nhất, bởi vì nó liên quan đến cái bài học chúng ta, thứ nhất đó là từ hiệp sĩ. Hiệp sĩ là người, hiệp là những điều mà hào hiệp, những điều việc nghĩa đó, việc tốt thì gọi là hiệp, hào hiệp. Hiệp sĩ là người chuyên đi làm những việc nhân nghĩa, hào hiệp, giúp đỡ người khác, trừ gian diệt bạo thì gọi là hiệp sĩ. Nhưng cái việc nói về hiệp sĩ, thầy nói luôn đến về một cái loại, cái khuynh hướng tiểu thuyết rất nổi tiếng có thời kỳ thứ 12, 13 ở châu Âu, đó là tiểu thuyết hay là chuyện về hiệp sĩ. Những cái năm đó, những thế kỷ đó ở châu Âu xuất hiện một cái trào lưu văn học gọi là văn học truyện, gọi là truyện hiệp sĩ, tức là kể về những người gọi là anh hùng, những người mà đi làm những việc thiện, trừ gian diệt bạo, giúp dân, người nào ăn hiếp, kẻ mạnh ăn hiếp người yếu, hay là mà nhà giàu mà bóc lột nhà nghèo, hay là những chuyện mà bất bình mà bất mà hà hiếp đó, thì hiệp sĩ, những người hiệp sĩ này giải quyết. Thì chuyện đó gọi là chuyện hiệp sĩ, và cái trào lưu hiệp sĩ này á, nó đã thành ra một cái trào lưu rất là dài, và thậm chí nó kéo tới ngày hôm nay. Ngày hôm nay hình ảnh của hiệp sĩ vẫn còn, ví dụ như siêu nhân Superman, hay là trước đó là Batman, đúng không? Đó, hay là đó, tất cả những người đó thì đều nó đó là đều là những hiệp sĩ của thời này. Còn ngày xưa cách đây cả 7 8 thế kỷ đã có cái hình tượng hiệp sĩ, những người mà có một sức mạnh phi thường, có những cái năng lực phi thường, sử dụng những cái vũ khí hết sức là rất là phi thường, để làm gì? Để trừ gian diệt bạo. À, siêu nhân có thể bay lên trời, hay là Superman, em ơi, rồi Spiderman nhớ không? Thì người nhện đó, có thể là dùng những cái màng nhện để mà cứu một cô gái từ trên lầu rơi xuống, hay là vân vân. Tất cả những cái đó đều nó xuất phát từ một cái hình ảnh hiệp sĩ, là những người chuyên môn đi làm việc nghĩa, việc tốt, việc nhân ái. Mà nó có từ cách đây cả mấy trăm năm ở châu Âu rồi, khái niệm hiệp sĩ. Thứ hai nữa là từ giáng mã. Tại sao vậy? Bởi vì ngày xưa hiệp sĩ mà mỗi lần mà đi 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 hành hiệp á, thì thường đi trên ngựa. Lúc đó chưa có máy bay, chưa có xe, chưa chưa có mô tô, chưa có siêu xe, nên phải đi ngựa. Mà hiệp sĩ đi ngựa, mà rồi sau đó rồi phải có một người đi theo để làm gì? Giám mã, tức là đi chăm sóc ngựa. Giám là chăm sóc, mã là con ngựa. Cái danh xưng của người đó là giống như cái thằng tiểu đồng vậy đó, giống như là Lục Vân Tiên thì có tiểu đồng đó, thì bây giờ hiệp sĩ phải có một người giám mã đi xem, đi 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 theo để làm gì? Để mà chăm sóc ngựa, mà cũng là đi theo hầu hạ các hiệp sĩ, giúp cho các hiệp sĩ có thể toàn tâm toàn ý để mà làm những việc cao đẹp. Còn những việc như là cắt cỏ cho ngựa ăn, hay là những việc mà ăn uống, hay là những việc mà sinh hoạt đời thường, thì có tay, có người phụ tá, trợ lý phụ tá, tức là tên giám mã. Như vậy em hiểu giám mã là gì rồi. Còn pháp sư là gì? Đó, pháp sư là một cái từ mà rất quen thuộc trong cái loạt truyện Harry Potter, nhớ chưa? Đó là những người có quyền thuật, có quyền phép để mà hô phong hoán vũ, biến biến đổi tất cả mọi thứ, thì gọi đó là pháp sư. Đó là những người dùng quyền phép để mà làm những việc mà khác thường, gọi đó là pháp sư. Cuối cùng, tình nương. Tình nương là một từ cổ, bây giờ mình gọi là người yêu á. Tình nương tức là tình nhân, tức là cái người yêu của mình thì gọi là tình nương. Nhưng mà cái từ tình nương thì nó có vẻ lãng mạn hơn. Người yêu của mình mà là người phụ nữ, mà là người yêu của mình đó, thì nó gọi là tình nương, thì nghe nó có vẻ như là lãng mạn hơn. Thì người hiệp sĩ á, là người ta hội tụ lại đủ hai cái yếu tố sau đây. Một là phải là có tài năng nè,
đúng không? Phải có những cái hành cử chỉ, hành lời ăn tiếng nói, cử chỉ mà đẹp đẽ, thậm chí phải có những cuộc tình rất là drama, rất là éo le, rất là đẹp đẽ, thì nó mới tạo nên một cái hào quang của những người đi hành hiệp làm hiệp sĩ. Như vậy nó tóm lại, trước khi chúng ta đọc bài này, chúng ta chú ý điều này là hiệp sĩ là gì? Hiệp sĩ là một loại chuyện, gọi là chuyện hiệp sĩ, mà loại chuyện đó chuyên chuyên kể về những người hiệp sĩ đi đi trừ gian diệt bạo, đi làm những việc hành hiệp và tốt đẹp ở ngoài cuộc đời này. Rồi bây giờ thì chúng ta đã hiểu được chút xíu về khái niệm hiệp sĩ, khái niệm gọi là cái trào lưu hiệp sĩ, mà nó ảnh hưởng rất lớn đến nhân vật mà chúng ta sắp có ở đây, đó là nhân vật Don Quixote. Giờ thầy nói đến Don Quixote nè. Don Quixote không không phải là tên của ông. Thật ra tên của ông ta là Quixote. Còn cái chữ Don, Don này à, thì em nhìn thì chữ Don này không phải là họ của ông. Don là một cái tước vị. Nếu mà từ tiếng Tây Ban Nha dịch sang tiếng Việt mình thì Don có nghĩa là ngài, là quý ngài. À đúng rồi, nó cũng tương tự như từ sir của tiếng Anh vậy. Sir không phải là tên, mà sir tức là chức, tước vị, một cách gọi là cao quý, kính trọng. Không, mình gọi ai là sir thì người đó là người đáng kính trọng. Thì cái từ sir của tiếng Anh với từ don của tiếng Tây Ban Nha là một. Như vậy, Don Quixote nghĩa là ngài Quixote, là quý ngài Quixote. Đó, như vậy là em hiểu cái chữ Don Quixote nó không phải là họ và tên, mà là ý, mà nó là gì? Ngài, quý ngài Quixote. Và cái này nó có liên quan đến gì? Đến đến cái tước vị gì? Quý tộc. Don là cái danh xưng tước vị dành cho giới quý tộc. Thời phong kiến á, những người mà dòng dõi thượng lưu, con vua cháu chúa thì ta gọi đó là quý tộc. Và những người này muốn phân biệt mình với lại những giai cấp khác, những đẳng cấp khác, thì người ta sẽ thêm vào trước tên của họ từ sir hay là từ don. Don tức nghĩa là nghe là biết đây người này là quý tộc. Chỉ cần ở trước tên có chữ don là biết đây là quý tộc. Nắm được chưa? Rồi xong. Như vậy Don Quixote là một người là quý ngài, là quý ông. Quixote là một vị quý tộc. Rồi nhưng cái vụ của Don Quixote này thầy cũng nói luôn, cách đây mấy chục năm á, thì lúc đầu á, cái tác phẩm này khi dịch sang tiếng Việt á, thì người ta dựa trên tiếng Hán để người ta dịch, và vì thế nên người ta dịch cái chữ Don Don Quixote này á, lúc đầu á nha, lúc đầu cách đây mấy chục năm gọi là Don Quixote. Don Quixote, em thấy không? Đó đó cái chữ mà nguyên âm của nó đó, người ta dịch sang tiếng Việt mình là Don Quixote. Rồi mãi cho đến thời gian gần đây thì người ta mới dịch đúng theo cái nguyên âm của tiếng Tây Ban Nha, đó là Don Quixote. Thầy nói như vậy để làm gì? Dù là Don Quixote hay là Don Quixote thì cũng là một thôi. Em đừng có thắc mắc. Những người mà lớn tuổi như thế hệ của cha, của ông nội hay là người lớn tuổi đó, thì người ta quen với chữ Don Quixote hơn là Don Quixote. Như vậy thì chúng ta biết được là tác phẩm này nó có hai tên. Ngày xưa là Don Quixote, Don Quixote, còn bây giờ thì gọi đó là Don Quixote. Thầy nhớ cách đây 30 năm đó, ở Việt Nam chúng ta có một phim rất là nổi tiếng, đó là phim Vị Đắng Tình Yêu. Chắc em không biết đâu, thì lúc các em chưa ra đời đúng không? Bộ phim Vị Đắng Tình Yêu này á, nó có một nhân vật, một anh chàng sinh viên tên là Quang. Thì anh chàng này á, có biệt danh là Quang Đông Quixote, tức là một anh chàng sinh viên nghèo nhưng mà lại muốn quen với là một cô gái đẹp nhưng có nhà giàu. Thì anh chàng này mới mới mộng ước, mới mới làm mọi cách để mà quen được với cô gái này. Rồi và vì thế nên bạn bè anh ta mới gọi anh ta là Quang Đông Quixote. Như vậy là thầy kể cho nó làm gì để em thấy là ủa, hay như vậy là Đông Quixote là ông này ông như thế nào mà lại có một cái cụm từ để nêu một cái tính cách nào đó của một con người, mặc dù tác phẩm này ra đời cách đây 600 năm rồi. Người như thế nào thì được gọi là Don Quixote, người như thế nào thì gọi là Don Quixote. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu nha. Em nhìn vào sách giáo khoa trang 78 thầy, trước khi thầy đọc á, thì nó dài quá thì không đọc hết được, vì nó không có gì giờ, cho nên là thầy
hướng dẫn các em theo kiểu này nè, hướng dẫn các em theo kiểu là chúng ta chỉ việc chỉ tay rồi sau đó phải tổng kết lại, chứ còn bây giờ mà dùng một đọc nó thì chắc là nó không có thì giờ. Rồi em nhìn vô trang 78 đi, phải nói lại, chúng ta mở sách giáo khoa trang 78. Rồi em thấy là ở trang 78 nó tóm tắt cái chuyện nó như sau: văn bản đánh nhau với cối xay gió trích ở trong tiểu thuyết ấy, tức là tiểu thuyết Don Quixote. Tác phẩm kể chuyện Don Quixote, các em bắt đầu gạch dưới nha, cầm bút lên. Thầy yêu cầu các em cầm cầm bút lên. Chúng ta không có thì giờ, cầm bút lên và gạch dưới nè. Một lão quý tộc nghèo, à chứ quý tộc nghèo. Quý tộc mà nghèo. Lão tức là già rồi, đúng không? Rồi vì quá say mê chuyện hiệp sĩ đó, như thầy nói em á, những chuyện hiệp sĩ mà nó xuất hiện từ những thế kỷ thứ 11, 12, 13, nó gọi là một cái trào lưu chuyện hiệp sĩ á, thì Don Quixote này là một fan của chuyện hiệp sĩ, rồi coi riết rồi đâm ra mới mới quán luôn, mới si mê, mới cuồng si luôn, đọc riết rồi đâm ra mới sao, mới ước muốn là trở thành một hiệp sĩ để mà đi hành hiệp, đi làm những việc thiện giống như những thần tượng mà ông ta đọc ở trong trong chuyện hiệp sĩ đó. Nhưng mà em thấy rồi, ai muốn làm hiệp sĩ có dễ không? Không. Muốn làm hiệp sĩ phải có năng lực, phải có sức khỏe, phải có những vũ khí, phải có tấm lòng, phải có những cái gọi là tài năng, chứ không phải là ai làm hiệp sĩ. Thì vậy mà ông này thì muốn làm hiệp sĩ nhưng mà không biết là có khả năng làm hiệp sĩ hay không. Chúng ta tiếp tục theo dõi nha. Đây tiếp tục nè: lão lục tìm những đồ binh giáp đã han gỉ của tổ tiên. Không, nghèo quá không có ngựa, không có dao kiếm gì tốt hết, phải vô kiếm đa ba cái đồ cũ hang hang rỉ của tổ tiên để trang bị cho mình, rồi phong cho con ngựa còm. Ngựa còm là ngựa gì? Là ngựa ốm tông ốm teo, ngựa chết đói, không phải là tuấn mã. Trời ơi, em nghĩ coi, mà ngựa còm thì làm sao mà nó ra cái phong cái khí chất của một hiệp sĩ được. Nhưng mà bây giờ thôi, có gì làm đó, có đâu xài đó, phong cho con ngựa còm của lão là chiến mã Rocinante. Rồi còn bản thân lão là gì? Don Quixote xứ Mancha. Thế là lão đưa trước tên mình cái chữ Don, tức là quý tộc. Don tức là ngài, quý ông quý ngài, xứ Mancha. Như vậy là tự nhiên, chứ vì quá say mê chuyện hiệp sĩ, cha này tự nhiên biến mình thành ra một hiệp sĩ mà không có điều kiện. Em đọc nó mắc cười quá, nào là cởi ngựa còm, nào là xách cái áo giáp cũ, rồi xách cái giáo, rồi nó đã han gỉ, rồi rồi phong cho mình là Don Quixote. Rồi hiệp sĩ phải có tình nương, tình nương tức là người tình đó. Mà ông này làm gì có tình nương, thế là ông này liền mới nhớ có một phụ nữ nông dân mà lão thầm yêu xưa kia, bây giờ chắc cũng giặc hàng cu đế rồi, bây giờ ban cho chị ta cái tên là gì? Công nương Dulcinea. Rồi kìa, giống như là phong đại lên để cho nó đủ bộ hiệp sĩ nè, ngựa tuấn mã nè, mà vũ khí nè, rồi mà tình nương nè, đủ trơn rồi, còn thiếu một người, thiếu 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 một yếu tố thành tố, biết gì không? Đúng rồi, thiếu gì? Thiếu một giám mã. Trời ơi, hiệp sĩ mà phải có tiểu đại ca, phải có tiểu đồng đi 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 hầu chứ, không có làm sao mà ra hiệp sĩ. Thế là anh trả liền ví dụ mà một ông một một cái anh cha hàng xóm, cái anh cha hàng xóm này, lão Don Quixote gầy gò, hay không, về hình thể thì gầy gò, cao lên khên trên lưng con ngựa còm, ra đi làm hiệp sĩ lang thang để trừ lũ gian tà, cứu người lương thiện. Không biết mình có tài không, không biết mình như thế nào, kệ cứ đi, thích mà cứ làm cứ đi. Rồi giờ thiếu ai? Thiếu giám mã đúng không? Cùng đi với lão là Sancho Panza. À, đây là một người nông dân béo, được mô tả là béo lùn và thất học, ít ít học, rồi nói chung là một con người bình thường. Nhưng mà nghe lời dụ dỗ của anh cha Don Quixote này, liền mới đồng ý đi làm gì, đi đi theo hầu làm giám mã, với lại một cái lời hứa là gì: mai mốt mà anh cha này mà ăn lên làm ra thì sẽ phong cho ông Sancho Panza giám mã này chức tước vàng vòng vân vân. Ông này là người thực dụng, nghe nói được hứa mai mốt mà thành công thì sẽ được, thì thôi kệ đi, thế là đi theo luôn. Mà ông này thì nói chung là một người trái ngược với lại
với lại chủ của mình, tức là Don Quixote. Don Quixote là người trên mây trên gió, ảo ảo sống sống ảo, còn ông này thì ngược lại là một người sống rất là thực dụng, rất là thực tế, rất là tỉnh táo. Nhưng mà thôi kệ. Và cuộc hành trình của hai thầy trò này, một người thì cao, một người thì lùn, một người thì ốm, một người thì mập thù lu, là một cuộc hành trình nó trải qua rất là nhiều những thăng trầm, những câu chuyện mà mắc cười, và người ta đọc người ta cảm thấy cái sự đối nghịch của cặp số 10 này đó, cao với lùn này đó, là những chuyến phiêu lưu hết sức là thú vị. Đó thì em biết là toàn bộ cái tiểu thuyết Don Quixote này là chỉ kể lại cái những cái cuộc phiêu lưu của hai thầy trò Don Quixote và anh chàng Nhãn Mã, Sancho Panza. Rồi sau khi trải qua rất là nhiều những cái cuộc phiêu lưu, lúc thì lên voi, lúc thì xuống chó, lúc thì vinh quang, lúc thì bị đánh tơi tả, lúc thì là mém mất mạng, vân vân, thì cuối cùng về cuối đời lão mới nhận ra cái tai hại của cái ảo tưởng của mình. Thì Don Quixote liền mới lết cái thân tàn về về nhà của mình, và mà từ đó là mới nhận ra cái tai hại của loại chuyện hiệp sĩ này, và lão viết di chúc ngọc qua đời. Đó là những cái gì mà thầy có thể kể cho em nghe về toàn bộ cái tiểu thuyết Don Quixote của nhà văn Cervantes người Tây Ban Nha. Thì ở đây không có thì giờ đọc, có nhưng mà thầy sẽ dùng dùng cho các em đọc khoảng một chút xíu để các em biết được cái văn phong của Cervantes, mà ở đây là chúng ta hãy dùng 15 phút còn lại để chúng ta tập trung vô tìm hiểu xem thử coi hai nhân vật chính của chúng ta, hai thầy trò trong chuyện này, hai nhân vật chính đó là Don Quixote và Sancho Panza, đó là hai người có tính cách, có cái xuất xứ, có cái nguồn gốc, có cái quan sinh, cái nhân sinh quan sống, có cái gọi là mà tài năng, có cái mà như thế nào để chúng ta phân tích nha. Và để bất thì giờ thì thầy cho các em cái bản sau đây. Đây, phần 2 La Mã, đọc và hiểu văn bản. Em nhìn vô, em thấy là thầy chia làm hai cột. Đây là hai nhân vật chính. Bên trái là nhân vật Don Quixote, còn bên phải là nhân vật Sancho Panza. Đúng không? Thì bây giờ em thấy là đây, hai nhân vật này thì cố tình cho các em một hai cột như vậy là để muốn nói là đây là hai nhân vật được xây dựng một cách tương phản với nhau. Tác giả cố tình cho họ tương phản với nhau về mọi tiêu chí để làm gì? Để rồi qua đó mới nói lên cái triết lý của tiểu thuyết. Triết lý là gì thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần tổng kết. Còn bây giờ thì giúp cho các em tìm hiểu về nhân vật Don Quixote và nhân vật Sancho Panza. Thứ nhất là về nguồn gốc xuất xứ. Thì như hồi nãy các em đã gạch dưới rồi, Don Quixote là một nhà quý tộc nhưng mà già, lão là già rồi, nghèo, và đặc biệt là hết thời, tức là đến thời của Don Quixote là cái danh, là cái hào quang của quý tộc nó đã nhạt nhòa. Cho nên là Don Quixote là một nhà quý tộc già, nghèo và hết thời. Trong khi đó Sancho Panza là một nông dân chất phác bởi thấp, gọi là đối nghịch nhau. Ông này là quý tộc, còn ông này là nông dân. Ông này ít học, rồi ông kia thì mộng mơ, vân vân. Còn về hình thể đó thì như hồi nãy cái vạch dưới đó, Don Quixote là một người gầy gò, lên khênh, tức là rất là cao cao mà ốm. Trong khi đó Sancho Panza là một giám mã béo lùn và có vẻ lất cất, béo lùn và lất cất, tức là cái gì đó nó nhân người nháo, nhân người nháo, nhân nháo, thì đã gọi đó là béo lùn và lất cất. Rồi bây giờ mà đến sau khi mà chúng ta đã thấy được cái sự đối lập về xuất thân, về hình thể, chúng ta hãy cùng nhau nói về cái gọi là cái hành động trang bị của mỗi người. Ông Don Quixote thì cưỡi con ngựa còm và mang binh giáp, tức là giáo mác, rồi
hang rỉ. Trong khi đó thì Sancho Panza thì cởi một con lừa đây là sau là cởi một con lừa thấp lè tè, rồi đặc biệt là gì là ông này á, còn giấu theo những túi đồ ăn và bầu rượu. Cái này thì thật ra trong trong chuyện nó có, nhưng mà bây giờ thì em coi lại coi. Ở trang thứ 77 nè đó, sau khi được phép ở trang ở 77 ở gần gần giữa trang đó, đó thì mới là Sancho dắt chủ đến giờ ăn. Don Quixote đáp là lúc này chưa cần ăn, còn nếu Sancho đó thì cứ tự nhiên. Nó nằm ở giữa giữa trang đó, thì đọc lược sơ xíu để em thấy được đó. Gần gần giữa hơn hơn giữa trang một xíu, những dòng gần giữa trang một xíu, trang 77 em thấy Sancho nhắc chủ và đến giờ ăn. Don Quixote đáp là lúc này chưa cần ăn, còn nếu Sancho đó thì cứ tự nhiên. Được phép Sancho ngồi lại cho thật thoải mái trên lưng lừa, lôi các thứ ở trong hai túi hai ngăn ra, vừa đi theo chủ vừa ung dung đánh chén, thỉnh thoảng lại tu bầu rượu một cách ngon lành đó. Thấy không, như vậy là cha này đi đi hành hiệp nhưng mà lại lén theo, giống như đồ ăn thức uống theo, và thậm chí rượu theo, để làm gì, để lâu lâu buồn buồn lấy ăn lén chơi vậy. Như vậy là qua cái đó mình thấy là một ông thì mơ mộng quá, nghiêm trang quá, mà hào quang quá, còn ông này thì rất là đời thường. Đúng không? Đi hành hiệp nhưng mà vẫn lén đem đồ ăn theo làm gì, buồn buồn ăn chơi ăn giặt, giống như học sinh ăn vụng trong lớp vậy đó. Rồi ngoài ra còn có thể là nhâm nhi chút xíu rượu này cho nó đời nó vui vẻ, vừa đi vừa nhậu đó. À, vậy đó. Rồi như vậy là hai bên thấy bắt đầu càng ngày càng khác nhau. Còn á Don Quixote thì sao, không màng ăn uống và danh vọng. Tại vì sao? Trời ơi, tôi là hiệp sĩ mà hém, tôi là hiệp sĩ mà sao mà tôi tầm thường mà tôi mà ham ăn tục uống được. Đã là hiệp sĩ là đứng trên một cái bệ cao rồi, hào quang rồi, cho nên là phải coi thường ăn uống, đúng không, thèm muốn chết luôn, nhưng mà cũng phải sao không đói, hay là ăn thì cũng phải ăn cho đàng hoàng tử tế, chứ không phải là ngồi ngoài đường ăn hay là ăn bán lặt vặt. Cái này chẳng qua chỉ là cái sĩ diện hảo mà thôi. Ông ta cũng là con người, ông ta cũng đói vậy, ông ta cũng khát vậy, nhưng mà nói đến thì không ăn uống. Bởi vì nếu một người hiệp sĩ mà mê ăn mê uống mà dục vọng á, thì nó sẽ làm hạ thấp đi cái gọi là cái tư cách, cái khí chất của người hiệp sĩ. Cho nên là những người hiệp sĩ á, là được mô tả gì, không bao giờ thấy họ ngồi ăn ăn bún mắm, hay là không bao giờ thấy họ ngồi ăn ngồi uống cà phê vỉa hè, không không bao giờ thấy họ ăn bánh tráng trộn ngoài đường, bởi vì như vậy nó quá thông thường, đúng không? Thì nói thì vui vậy cho vui. Như vậy là gì, tức là hiệp sĩ là phải cao vọng, là phải đẹp đẽ, là phải hào quang, không 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 thể ăn uống một cách tầm thường thô lỗ như là mà mấy người thường dân được, cũng không màng danh vọng luôn đó. Tất cả những cái đó nó mới đó là cái gọi là nó gọi là cái gọi là cái tính chất của mà quy ước của người hiệp sĩ rồi đó. Cho nên là Don Quixote là bắt chước mà phát ke bắt chước, cho nên là anh ta phải sao cũng phải vậy, anh ta đói muốn chết luôn mà đâu cũng phải không ăn uống gì hết, không danh vọng đó. Trong khi đó thì sau bên xa có vậy không? Không, anh ta thì ngược lại, tôi ra được tham ăn tục uống, tối ngày cứ ăn ăn riết là mập thù lu luôn. Mê vật chất danh vọng, anh ta đi theo Don Quixote là cũng bởi vì anh ta hy vọng là sau này chủ mình thành 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 tài thành dân rồi đó, thì sẽ phong cho mình chức này, cho mình tiền bạc kia, đó là anh ta đi theo để hầu. Không, thật ra anh ta là mê vật chất và danh vọng. Rồi cuối cùng chúng ta nói đến cái gọi là cái hành động gọi là cuối cùng của cái hành động và nổi bật của Don Quixote. Trong chuyện Don Quixote có rất là nhiều những cái hành động mà nó gọi là mà khùng khùng điên điên tưng tưng của Don Quixote, nhưng mà cái hành động mà nổi tiếng nhất mà người ta thường hay nói đó là đánh nhau với cối xay gió. Đó chính là cái hành động mà nổi tiếng nhất. Vì thế nên là thầy muốn đây, thầy dùng cái lúc này thầy dùng vô thầy cho các em đọc chút xíu thôi, để cho em thấy được cái không khí của chuyện như thế nào. Trước khi phân tích rồi thì bây giờ thầy cho các em đọc chút xíu, các em nhìn vô thầy đọc nhanh, nó lướt nhanh thôi nha, bởi vì không có gì giờ. Rồi trang 75 nè,
một lần nữa yêu cầu chúng ta cứ có một tiết thôi, đừng 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 có lo ra, hãy lấy sách giáo khoa trang 75 ra nhìn vào cái chỗ nào mà không quan trọng thì sẽ lướt qua liền, cho nên là phải theo ra liền nha. Rồi nghe nè, đã trong cái cối xay gió chích Don Quixote, chợt hai thầy trò phát hiện có ba bốn chục chiếc cối xay gió giữa đồng, phải không? Cối xay gió Don Quixote vừa nhìn thấy liền mới nói với giám mã: vận may run rủi khiến cho sự nghiệp của chúng ta tốt đẹp quá sự mong muốn. Và kia kia anh bạn Sancho Panza ơi, có đến ba bốn chục tên khổng lồ ghê gớm, ta quyết giao chiến với hết bọn chúng. Thấy khùng không? Cố xe gió mà nhìn sao với con mắt của anh chả nhìn ra thấy là mấy tên khổng lồ đang giả dạng. Vậy em thấy không? Đó là một cái nhìn hết sức là rồi bây giờ ta tiếp tục nè. Chúng ta sẽ bắt đầu giàu có bởi đây là một cuộc chiến đấu chính đáng và quét sạch cái giống xấu xa này khỏi mặt đất, là phục sự Chúa đấy. Những tên khổng lồ nào cơ? Sancho Panza trả lời. Sancho Panza trả lời là những tên khổng lồ nào cơ? Sancho Panza hỏi. Những đứa mà anh nhìn thấy cái kia. Don Quixote đáp. Cánh tay của chúng dài ngoẳng, có đứa cánh tay dài tới 2 dặm. Thì đúng rồi, mấy cái cánh tay của xe gió nó dài lắm, mấy chục thước là bình thường. Thưa ngài, Sancho Panza nói, xuất hiện ở kia chẳng phải là tên khổng lồ, các tên khổng lồ đâu, mà chỉ là những cái cối xay gió và cái vật mà trông giống mấy cánh tay là những cái cánh quạt, khi có gió thổi chúng sẽ quay tròn làm chuyển động cái cối đá bên trong. Anh thấy không? Sancho Panza rất là tỉnh táo và rất là thực tế, thấy sao nói vậy. Trong khi đó mà Don Quixote thì cứ cho rằng đó là những tên khổng lồ với cánh tay dài. Xem ra anh chẳng thành thạo gì về những chuyện phiêu lưu. Đấy chính là những tên khổng lồ. Và nếu anh sợ thì hãy tránh ra xa mà cầu kính đi. Trong lúc ta sẽ đương đầu với chúng một cuộc giao tranh điên cuồng và không cân sức. Thấy giờ đó, bắt đầu chuẩn bị là nhà quấn với cố xe gió. Thấy không? Đó là một cái gì đó rất là lệch lạc đó. Đó, phi lý. Nhưng mà vì thế nên nó làm lên cái nhân vật mà chúng ta đang nói tới. Đó là nhân vật Don Quixote. Rồi kết quả nè, chúng ta mở qua trang 76, trang 76 hay ghê, nó có một cái hình minh họa nè. Con ngựa thì gầy nhom, gầy nhom mày nhách nè. Rồi Don Quixote thì ốm nhom nhách nè, không có phong độ gì hết, quần thì rách nè, cái giáo thì cong rồi, nhìn vô giạc hằng cú đế, nhìn vô thấy gì là phong độ hết trơn, nhưng mà lại đi thích đi làm chuyện hành hiệp, tức là như là một chuyện động trời đó. Như vậy là giữa cái anh ta thích với cái anh ta làm được là nó khác nhau một trời một vực, chúng ta phân tích sau đó. Rồi bây giờ chúng ta nhìn vô cuối cuối ở ở giữa trang đi, ở giữa trang đi cho nó nhanh nè. Ở giữa trang như là chơi cái hình đó, em nhìn vô em thấy nè. Nói xong lão nhiệt thành tâm niệm cầu mong nàng Dulcinea, tức là cái tình nương của lão á, hãy cứu giúp cho trong lúc nguy nan này, rồi lấy khiên che kín thân, tay lăm lăm ngọn giáo, lão thúc con Rosinante phi thẳng tới chiếc cối xay gió, trời ơi là trời, gần nhất ở trước mặt và đâm mũi giáo vào cánh quạt, gió làm cánh quạt quay tít khiến ngọn giáo gãy tan tành, kéo theo cả ngựa và người ngã văng ra xa. Đó, kết quả là như vậy. Em thấy không? Đó là những hành động hết sức là bậy bạ, hết sức là điên điên cuồng, đúng không? Như vậy thì em đã hiểu được cái hành động được gọi như là khùng điên nhất của Don Quixote. Và vì thế thầy cho em ghi là đầu óc viển vông và mơ mộng, nhìn những này nghĩ ra khác, và luôn luôn là chạy theo những cái hào quang mà mình không bao giờ với tới được, thì ta gọi đó là viển vông và mơ mộng. Trong khi đó nhân vật Sancho Panza thì ngược lại là sao? Đó có sức là tỉnh táo và thực tế, đúng không? Nhìn gì ra cái đó, nhìn đúng sự thật, chân tướng của sự thật, chứ không chứ 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 không không có ảo mộng như là ông chủ của mình. Như vậy chúng ta có thể kết luận về hai nhân vật này như sau: Don Quixote là người thật ra cơ bản là tốt. Sách giáo khoa ghi nhận là Don Quixote là một người cơ bản có những phẩm chất cao quý, tức là có khát vọng tốt. Anh ta muốn muốn gì? Muốn trừ gian diệt bạo. Như vậy là ta có khát vọng tốt, nhưng mà anh ta lại bị ảo tưởng, anh ta bị lệch lạc và phi thực tế, tức là anh ta không có bám vào cái gọi là cái mặt đất, anh ta không có bám vào cái gọi là cái năng lực của mình, mà anh ta
tưởng là mình như thế nào đó, và ông ta cứ mơ mộng mà không hề nghĩ đến là cái việc mình làm nó có phù hợp với năng lực của mình hay không. Ông bà mình nói là lực bất tòng tâm, tức là năng lực không đi kèm theo với lại cái mong muốn của mình. Như vậy Đô Ngưu Tê là người có khát vọng tốt nhưng ảo tưởng lệch lạc phi thực tế. Nếu Đô Ngưu Tê là một cuồng nhân, tức là một người điên cuồng, thì ngược lại Sancho Panza là một phàm nhân, người phàm tức là một người, là một con người theo đúng nghĩa con người, là một phàm nhân tức là một người rất là bình thường, đói thì ăn, khát thì uống, lạnh nó thì đắp chăn, mệt nó thì nằm nghỉ, thấy lợi thì nhảy vô, vui thì cười, buồn thì khóc. Đó là một người bình thường, tự nhiên và hết sức thực tế. Như vậy thì em đã thấy được là cái sự tương phản giữa giữa hai bên không? À, một người ảo tưởng lệch lạc phi thực tế, một người là bình thường, tự nhiên và thực tế. Thế thì cuộc phiêu lưu của hai thầy trò này nó kéo dài suốt cả hàng trang trang tiểu thuyết, mà nó làm cho chúng ta đọc thấy mắc cười. Theo mỗi lần đọc đó, thì thầy cứ mắc cười vì cái anh chàng Đô Tê này nhiều khi anh ta ảo ảo tưởng kinh khủng luôn. Lúc gặp may nữa, có một lần anh ta đi ngang qua thấy luôn luôn một cái những cái chuồng mà con sư tử đó. Anh ta khùng khùng kêu, anh kêu người chủ kêu là mở cửa ra cho ta đánh, tại vì mấy mấy ma quái nó nhập vào trong con sư tử này. Người chủ đâu dám mở, anh này tự động mở cái cửa chuồng sư tử rồi bước vào. Mà không hiểu sao mấy con sư tử lúc đó chắc là nó đang ăn chay hay sao, khùng khùng nó cũng mệt quá, nó cũng chẳng giết gì nhà này. Và thế là Don Quixote được gọi là mọi người xưng tụng vì dám bước vào trong cái chuồng sư tử một mình, mà mới gọi anh ta là dũng sĩ sư tử là vậy. Và đó là chuyện của sau này. Ý thầy nói vậy là gì, toàn bộ những cái chuyện này, cái tác phẩm Don Quixote này nó kể về những cuộc phiêu lưu giữa một người hơi man man, hơi hơi cùn cùn, ảo tưởng lệch lạc, và một ông Sancho Panza láu cá, rất là thực tế và thực dụng đi theo. Và cặp bài trùng này đã làm chúng ta cười hết trang này qua trang kia. Thậm chí có một nhà văn đã từng nói này nè: tôi ngồi ở trên cửa sổ của nhà mình, ở trên trên cao lầu cao á, tôi thấy nhìn xuống cuộc đời, tôi thấy có những người ngồi đọc sách vào buổi trưa bỗng nhiên phá lên cười, thì tôi biết rằng chắc chắn, bảo đảm chắc chắn là người đó đang đọc tiểu thuyết Don Quixote. Nó có những cái gọi là những câu chuyện mà nó mắc cười như vậy á, là như vậy là Don Quixote là một nhân vật rất nổi tiếng ngay từ lúc ra đời thế kỷ thứ 10, 15, 16 cho đến tận bây giờ. Nó vẫn là một tác phẩm có những cái, thứ nhất là nó hấp dẫn, nó được xây dựng một cái thủ pháp mà nực cười, chào phúng, và đồng thời đó cuộc phiêu lưu của hai thầy trò này nó còn mở ra cho mọi người thấy về cuộc sống của đất nước Tây Ban Nha. Tức là qua những câu chuyện, qua những trang truyện, người ta có thấy được cuộc sống, con người, thiên nhiên, những cái văn hóa của đất nước Tây Ban Nha từ thế kỷ từ thời thời điểm đó. Cho nên là có thể nói đây là một cuốn biên niên sử, đây là một cái cuốn bách khoa toàn thư của Tây Ban Nha, và vì thế nên Don Quixote đã trở thành là một tác phẩm lớn bậc nhất của Tây Ban Nha vào thời kỳ phục hưng, và nó có là một tác phẩm lớn của văn học thế giới. Ngay đến tận bây giờ nó vẫn được gọi là văn là tác phẩm lớn. Rồi bên cạnh cái yếu tố gọi là yếu tố giải trí, nó còn có yếu tố gọi là triết lý, sự sâu sắc. Ở đây thầy hỏi em nè, thế qua hai nhân vật này thì tác giả muốn xây dựng cái triết lý gì? Trở lại với câu hỏi là tại sao trong cuộc đời này có những người mà người ta gọi đó là Don Quixote, ôi anh thằng đó là thằng Don Quixote, nó làm gì, thằng đó là thằng Don Quixote, nó làm gì? Như vậy rõ ràng là nhân vật này nó phải bước ra khỏi cuộc sống, bước ra khỏi cái trang sách, phải không, để bước ra vào cuộc sống và trở thành ra hình tượng tiêu biểu đặc trưng của một loại người nào đó. Thì ở đây thầy nói em nghe này nè, thật ra cái triết lý của nó cũng không phải là tầm thường đâu em. Chúng ta sang phần số 3 La Mã tổng kết. Hai nhân vật Don Quixote và Sancho Panza được xây dựng tương phản nhau để làm gì? Để biểu hiện một triết lý đối lập nhau giữa một bên là tham vọng và một bên là thực lực. Tham vọng là cái mà tao muốn,
Còn thực lực là cái mà ta dùng để thực hiện cái tham vọng đó, thì hai cái này là hai xu trên là rất rất xa nhau. Tham vọng rất lớn nhưng thực lực thì không có thì sẽ không bao giờ mà thành được. Như vậy tham vọng và thực lực là hai khái niệm hoàn toàn không đi trùng với nhau. Tham vọng và thực lực giữa ảo mộng và thực tế thường xảy ra trong đời thường con người, một cuộc đời con người thường hay xây ảo mộng, sống sống ảo tưởng mà không hề biết được là mình thực tế như thế nào. Và cái này chúng ta vẫn thấy bây giờ, chúng ta thấy sống ảo rất là nhiều, lên trên mạng khoe hết này, này nhà cửa siêu xe, nhưng thực ra là nó khác nhau. Như vậy giữa ảo mộng và thực tế thường xảy ra trong đời thường của con người, đó chính là những cái cặp triết lý đối lập với nhau giữa tham vọng và thực lực, giữa ảo mộng và thực tế. Và nó là những cái vấn đề hết sức sâu sắc và thông dụng ở trong cuộc sống con người, em thấy không? Rồi, đó là một cái chữ đầu tiên. Cái lý thứ hai, khái niệm Don Quixote hoặc là Don Quixote. Đó như thầy nói em hồi nãy, vừa nói là ô cái thằng đó là cái thằng Don Quixote, hay là cái anh chàng đó, anh chàng Don Quixote là để chỉ ai? Dùng để ám chỉ những người tuy có hoài bão tốt đấy nhưng hão huyền, ảo tưởng, xa rời thực tế và nói chung là không biết tự lượng sức mình để cho nó phù hợp với lại cuộc sống, phù hợp với lại cái ước mơ của mình. Trong túi chỉ có 100 ngàn mà đòi đòi vào để mua iPhone 13, vậy là hão huyền đúng không? Không có túi, không có tiền mà đòi đòi đi mua mua siêu xe. Như vậy gọi là gì? Tham vọng không đi liền với thực lực, ảo mộng và thực tế khác nhau. Như vậy đến đây thì em đã hiểu thế nào là tác phẩm Don Quixote một cách đại đại khái, mặc dù thầy không có nói nhiều được nhưng mà các em cũng hiểu được chút xíu, giúp cho các em sau này ra ngoài đời các em biết được người ta nói tới thì cũng biết Don Quixote là ai, là tác phẩm như thế nào, Cervantes là một người như thế nào, cũng như là chúng ta có thể mà bình phẩm được một nhân vật nào đó, một ai đó ngoài đời có thể là không là Don Quixote, không Quixote. Rồi bây giờ thầy muốn cho các em nhìn lại một chút xíu à. Đây, đánh nhau với cối xay gió của Cervantes nha. Tên đầy đủ là Miguel de Cervantes, là đại văn hào nổi tiếng của Tây Ban Nha. Don Quixote là tác phẩm lừng danh của văn học Tây Ban Nha thời phục hưng và văn học thế giới. Phương thức biểu đạt là tự sự, thể loại là tiểu thuyết. Rồi, những từ khó như hiệp sĩ, giám mã, pháp sư, tình nương thì chúng ta đã được giải thích rồi. Rồi bây giờ quan trọng nhất phần 2 là mã. Đó là hai nhân vật đối lập nhau, một bên là Don Quixote ảo tưởng lệch lạc phi thực tế, một bên đó là Sancho Panza hết sức là tự nhiên bình thường phàm nhân, nhưng mà là những thực thể sống rất là đông ở trong cuộc sống của chúng ta. Một bên là Don Quixote ảo tưởng, một bên là thực tế, đúng không? Qua những cái mà chi tiết xây dựng từ xuất thân, từ hình thể cho đến trang bị, cho đến quan niệm sống, cho đến tính cách và mà của hai nhân vật này, rồi cuối cùng dẫn đến là gì? Hai nhân vật Don Quixote và Sancho là được xây dựng tương phản với nhau để biểu hiện triết lý đối lập giữa tham vọng và thực lực, giữa ảo mộng và thực tế thường xảy ra trong đời thường của con người và cuộc đời, đúng không? Cuối cùng khái niệm Don Quixote hay Don Quixote dùng để ám chỉ những người chưa có hoài bão tốt nhưng hão huyền, ảo tưởng, xa rời thực tế và không biết lượng sức mình. Em có thể đọc thêm ở phần ghi nhớ trang 80 sách giáo khoa. Đến đây thì chúng ta đã học xong một tác phẩm học nước ngoài rất dài, rất hay nhưng mà cũng rất là ngắn, đó là Đánh nhau với cối xay gió. Hy vọng rằng các em đã nắm được một chút xíu những cái cơ bản về tác phẩm này rồi. Đến đây thì học chúng ta chấm dứt. Chúc các em những ngày học chống dịch an bình và thật là nhiều năng lượng nha. Chào các em.